chào tất cả mọi người nha. Hiện tại thì mình đang trên đường tập trung team để đi Vũng Tàu. Sau 3 tiếng đồng hồ chạy xe thì chúng mình đã tới bãi biển. À, đây là chị tài xế của mình. Mình đang trên đường ra bãi biển Vũng Tàu để xem mùa dịch Corona thì bãi biển Vũng Tàu có đông như ngày bình thường không mọi người. Các bạn hãy cùng theo chân mình nha. Trước mắt chúng mình thì bãi biển Vũng Tàu cũng rất là đẹp nha mọi người. Nhưng mà hiện tại thì lượng khách tắm biển cũng như là du lịch thì không đông như ngày bình thường. Theo như mình mới bước vào là như vậy. Biển thì vẫn sóng dỗ trong xanh như ngày nào, nhưng mà lượng người tắm biển vào buổi chiều thì cũng không được đông lắm. Đây là team của mình. Trước mắt mình thì có một cái giỏ cá. Chắc là do ngư dân đánh Dạ. cá. Cá này mới ngon nè, tao lưới hết á. Cá nướng ngon lắm. Cá này mới ngon nè, nếu mà ra chợ mua nhìn là chứ không ngon Đi dạo đi. Để mình quay cho các bạn xem bãi biển Vũng Tàu hiện tại nó như thế nào nha. Đó. Nói chung thì biển vẫn xinh đẹp như ngày nào. Với một bãi biển cực kỳ đẹp như vậy thì buộc tụi mình phải chụp ảnh tự sướng check-in và chuẩn bị thay đồ xuống biển tắm nha mọi người. Thực sự thì không thể kiềm chế được Chào mấy trước con, cái chào mấy sóng con. biển vỗ dạt vào như vậy. Vui thôi nào. Chào các coi. Ủa mà nãy giờ đang làm gì vậy? Chào lỗ chung chứ, vô xương.
tao hiểu chưa? Lỗ đây bây giờ bỏ mình xuống dưới hầm nè, xong mày nhảy xuống mình đục lỗ xuống. Hiện tại thì team của mình đang chơi với cát để xem mà mọi người chơi đồ gì nhau. Đào giống mấy con chó nó bị cứt quá. Đào giống mấy con chó nó bị cứt quá. Chào các con. Quang. Hello. Để ta chạy vậy. Xây cái hàng cho nó, xây cái hàng cho nó. Xây cái hàng cho nó anh Phong. Mình em sửa cho cái chỗ giùm anh chứ. Dưới góc quá. Em cầm cái chỗ này nè, em cầm cho anh. Vú nứt bà rồi. Đừng có thở coi. Đừng có chọc cười. Chọc cười, chọc cười. Rồi rồi. Để vú rồi kìa. Thôi. Chụp anh, chụp anh. Anh chụp anh nè. Chụp anh này, chụp anh này, chụp anh này. Con nữa thì chụp anh. Hay chụp anh chụp. Thôi nè, 1, 2, 3.
tụi mình tận mắt chứng kiến cảnh ngư dân kéo lưới cá. Cá vô tại bãi biển Vũng Tàu. Cái phụ. Thì team tụi mình cũng thử góp sức vào xem mẻ lưới này có thành công nha mọi người. Mong là thành công để cho ngư dân có thêm đồng ra đồng vào trong cuộc sống. Có không? Đường cái dài dữ vậy. Nói chung là mẻ lưới này thì không thành công lắm, chỉ có được vài con cá gì mình cũng không biết nữa, nhưng mà thấy cũng không nhiều lắm. Những chú cá lớn có thể bán được thì ngư dân sẽ lấy, còn những chú cá nhỏ được kéo lên thì team tụi mình thả lại về biển nha mọi người. Sau khi coi mẻ lưới xong thì trời cũng tối rồi mọi người. Team tụi mình chào tạm biệt và về khách sạn tắm rửa cũng như ăn tối. Mình sẽ dừng clip tại đây. Các bạn hãy đón xem chúng mình đi chợ đêm hải sản và ngày hôm sau thì ở Vũng Tàu như thế nào nhé. Cảm ơn các bạn.